Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Thủ thuật hay trong ngày hôm nay. Trong buổi chia sẻ ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ các bạn cái cách để làm như thế nào để ông ta xoay ngang một trang Word ở Office 2016, 2013, 2010 hoặc 2019, 2021 ha. Office 365 là tương tự ha. Thì thí dụ bây giờ tôi muốn copy một cái bản ma trận đặc tả của một cái trang Word này, tôi copy và định dạng cái phần bên tay trái của mình nó đã nằm ngang các bạn ha. Tôi copy ha. Tôi sẽ dán qua phần cái Word nằm đứng như vậy để ta làm như thế nào nha. Bây giờ tôi sẽ Ctrl Enter xuống và tôi sẽ dán vô như vậy. Thì cái định dạng của mình á, hiện tại như vậy, nó mất khúc như vậy nè. Như vậy khi mà chúng ta mà chọn vào cái chế độ trang là Organization nè, chúng ta chọn Landscape thì toàn bộ cái trang này, toàn bộ cái đề kiểm tra và cái Word của mình nó nằm ngang hết. Như vậy thì nó không có đúng đúng không nào. Như vậy bây giờ tôi muốn xoay ngang chỉ một trang duy nhất thôi. Thì chúng ta làm như thế nào? Thì tôi mời các bạn cùng theo dõi ha. Tôi sẽ quay lại ha. Còn cho nhét quay lại. Và các bạn hãy nhấp vào cái vị trí ở cái trang này. Ở cái trang các bạn cần ngắt á. Thí dụ tôi sẽ nhấp vào vị trí trang cần ngắt nha. Đây, tôi lắp vào trang này. Sau khi kết thúc cái đề đúng không? Rồi tôi nhấp vào đây nha. Nhấp vào chỗ này. Thôi, nhấp đằng sau chỉ hết nè. Tôi sẽ vào cái vị trí ở đây ạ. Rồi, các bạn đợi giây lát nha. Tôi vào chữ layout các bạn ha. Layout. Rồi, vào layout nha các bạn. Rồi, tôi chọn vào chữ break. Và tôi gọi cái mục là section break nè. Tôi chọn vào continue. Được không nào, click vào đây. Click vào đây các bạn ha. Đó. Rồi, các bạn nhớ nha, click vào đây. Rồi, các bạn ấn click vào lại ha. Rồi, break nè. Chọn là chọn section break nè, chọn continue. Đó, chọn enter. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xoay ra cái trang nằm ngang nha các bạn. Xoay cái nằm ngang, trang nằm ngang đây. Run last way. Như bạn các bạn thấy không ạ? Thì hiện tại của tôi ở đây. Đó. Hiện tại của tôi ở đây. Nó chỉ có một trang nằm ngang thôi các bạn thấy không ạ? Một trang nằm ngang thôi. Rồi bây giờ tôi sẽ copy cái ma trận đặc tả này vô tôi dán vô nha. Thì ma trận đặc tả của tôi này gồm mấy trang ạ? À? 3 trang. Đúng không? Rồi 2 trang. Rồi ta còn Ctrl C ha. Tôi dán vô đây. Dán vô. Đó. Rồi. Như vậy quay xuống lại cái đề này đúng không nào, cái đề này á thì là làm dọc đúng không nào, thì chúng tôi lại tiếp tục, tôi click vào đây, tôi chọn bridge continue đó, thì ở vị trí trang này tôi lại quay lại làm dọc lại bỏ trai đó, các bạn thấy không ạ, bỏ trai đó. Như vậy trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay tôi đã chia sẻ các bạn được cái cách để chúng ta xoay ngang đúng không, xoay ngang một trang Word đúng không, xoay ngang một trang Word trên cái Office 2010, 2016 không nào, 2010, 2016 rồi 365 các bạn ha, rất là dễ dàng đúng không nào. Rồi, xin chào tất cả các bạn ha, chúc tất cả các bạn thành công. Hy vọng những chia sẻ này rất hữu ích với các bạn. Các bạn hãy đăng ký kênh và ấn chuông theo dõi để nhận được những chia sẻ tiếp theo nhé.